khó, ăn cái này đi chị. Cái gì đâu, heo ăn chay. Có ngon không? Sao ngon chứ sao không ngon. Heo ăn chay, thế nó ăn cái gì? Heo ăn chay tất nhiên là ăn cám chay rồi. Dạ tỉ. Chị không chay á? Chị không tin chứ gì. Đi, em dẫn chị đến tận nhà máy xem. Đi thì đi, sợ cái gì. Ôi trời, nhà máy sản xuất cám gì mà to đùng, trông đẹp thế. Nhà máy này được đặt ở tỉnh Tây Ninh. Nghe nói BAF có tới 3 nhà máy sản xuất cám chay cho heo cơ đấy. Mưa à? Ồ không, đây là nước khử khuẩn cho các xe đi vào nhà máy. Khử khuẩn gì mà cẩn thận như tắm mưa luôn thế này. Vừa tới nhà máy thì tôi bắt gặp xe ô tô chở nguyên vật liệu đầu vào. Nhưng mà các anh công nhân đang làm gì thế nhỉ? Sao lại chọc thủng cả bao làm gì vậy? À, hóa ra anh ấy đang lấy mẫu để kiểm tra chất lượng xem có đủ tiêu chuẩn hay không. Nguyên vật liệu ở nhà máy này đều được nhập khẩu từ nước ngoài. 65% các nhà cung cấp nguyên vật liệu đều có chứng chỉ nguồn gốc bền vững, cam kết là không sản xuất từ đất phá rừng đấy. Các bạn đã nhìn thấy gì chưa? Hàng trăm tấn nguyên vật liệu khổng lồ như thế này đang chờ được sản xuất. Thế mới biết công suất của nhà máy này khủng cỡ nào. Mỗi năm có thể cung cấp ra thị trường hơn 200.000 tấn cám chay đấy. Tham quan từ nãy rồi, các bạn chắc sẽ hỏi, thế tóm lại cám chay được sản xuất từ nguyên vật liệu gì nhỉ? Đợi một chút rồi tôi sẽ bật mí ngay đây. Đây là nhà máy sản xuất cám chay. Sở dĩ gọi là cám chay bởi vì nguyên vật liệu đầu vào dùng để sản xuất chỉ hoàn toàn là thực vật, ví dụ như ngô, cám gạo, không sử dụng những nguyên liệu đầu vào chứa đạm động vật, ví dụ như là bột xương hay là bột cá. Đi đâu cũng thấy ngô với cả cám gạo chất to đống như thế này. Một tỷ trọng nhỏ còn lại là các vitamin và khoáng chất. 100% cám chay được sản xuất từ thực vật nha. Nghe nói có tới gần 50 nguyên vật liệu cung cấp nguồn dinh dưỡng cho một viên cám chay như thế này đấy. Nhưng điều đặc biệt nhất đó là công thức cám chay không có sử dụng kháng sinh và chất kích thích tăng trọng, mà thay vào đó là sử dụng các lợi khuẩn, các vị dược liệu để nâng cao sức đề kháng và cho dễ tiêu hóa đó nha. Thứ nhất là sử dụng các cái lợi khuẩn để giúp cho cái quá trình tiêu hóa tốt hơn. Thứ hai là sử dụng các cái vị dược liệu làm cho kích thích cái hệ thống nhung mao phát triển mạnh lên. Đấy. Và mật độ nó dày lên và nó làm cho khả năng tiêu hóa tốt hơn. Tiếp nữa là cái hệ thống dược liệu nó sẽ kích thích các cái hệ thống enzyme nội bào trong cơ thể con vật để nó giúp tối ưu cái quá trình tiêu hóa. Nó giúp cho cái quá trình tiêu hóa giảm cái khí thải từ khí NH3, khí H2S hay khí NH4 từ phân và nước tiểu đến 80%. Đấy, lo sợ nhất của người tiêu dùng chúng ta hiện nay đó là khi mua thịt sẽ phải mua phải con heo bị tiêm nhiều kháng sinh này, hay ăn phải nhiều thức ăn có chứa kích thích tăng trọng, thì việc sản xuất cám chay cho heo, chúng ta đã loại bỏ được sự lo sợ này rồi còn gì. Ôi là trời, nhà máy cám mà còn có cả khách du lịch nước ngoài vào thăm nữa cơ à? Ồ không, đây là các chuyên gia của tổ chức tài chính quốc tế IFC đấy. Nghe nói IFC đã đầu tư 39 triệu đô la Mỹ vào đây để cùng thực hiện dự án heo ăn chay. Nhà máy này họ đã đạt được hai chứng nhận Global Gap và chứng nhận FSSC 22000. Đây là hai chứng nhận quan trọng nhất về tính bền vững trong ngành thực phẩm chăn nuôi. Theo chia sẻ từ lãnh đạo công ty, cám chay này chỉ cung cấp cho đàn heo nội bộ của công ty mà không bán thương mại ra thị trường. Như vậy, heo ăn chay chỉ riêng BAF có mà thôi. Thịt heo ăn chay này công nhận là ngon hơn heo thường thật. Nhưng mà không biết những chú heo này được nuôi như thế nào nhỉ? Chị muốn biết chứ gì? Hôm nào em dẫn chị mình đến cái trang trại heo ăn chay nhá. Lại đi. Đi thôi, nhưng mà em nói chị biết, đi thăm heo ăn chay còn khổ vừa khó hơn cả đi thăm người yêu đấy. Cái gì? Đi gặp heo mà lại khó hơn cả gặp người yêu cơ á? Thật đấy, chị cứ đi thử thì biết. Gặp heo khó hơn gặp người yêu. Ok, hôm nào để tôi đi tham quan rồi tôi sẽ kể cho quý vị nghe nhé. Xin hẹn gặp lại ở phần 2 của chương trình.